Hi, xin chào tất cả các bạn. Ở Singapore, đa số người dân người ta di chuyển bằng những cái phương tiện công cộng như là xe bus và MRT là tàu điện ngầm á, thì họ không có sử dụng tiền để mua vé như là người bên Việt Nam của mình, mà thay vào đó là họ sẽ sử dụng cái thẻ. Cái thẻ này á, như chồng mình mới mua một cái vào ngày hôm qua thì sẽ có hạn sử dụng đến năm 2028. Và đây là cách mà chồng của mình nạp tiền vô trong thẻ để sử dụng. Thì mình làm từng bước trên máy ha. Đầu tiên là mình để cái thẻ vào trong cái hộc để nó scan. Sau đó thì mình nhét cái tờ tiền vào và mình bấm OK. Thì sau đó ở trên cái màn hình nó sẽ hiển thị với là tiền đã được xác nhận. Và sau đó thì cái hóa đơn mà mình nạp tiền nó sẽ trả cho mình ở phía dưới. Đấy, một thao tác với hai ba bước rất là đơn giản nhưng mà rất là tiện lợi, tự vì sau đấy cái đây là cái hóa đơn của nạp tiền ha. Thì sau cái những cái bước này á, là coi như trong cái thẻ của mình nó đã có tiền á. Đấy, để các bạn sẽ sử dụng được cái thẻ cho sử dụng cho xe bus và cả cái tàu điện ngầm ở bên Sing gọi là MRT. Đấy, nạp tiền vô. Và đây, đó, mình đút cái cash vô. Đấy. Đó, mình chọn cái mức giá là 10 đô. Đấy. Và sau đó là mình bỏ cái tiền vô trong cái máy. Đấy. Sau đó thì các bạn bấm OK nè. Đó, mình xác nhận cái việc nhập tiền của mình và processing là nó đang thực hiện cái quá trình nhận tiền đấy. Đấy, và sau khi đó thì nó sẽ hiện ra cho mình đó là cái tiền hiện tại có trong thẻ và cái hóa đơn sẽ được trả vào cái khe ở phía dưới để xác nhận đó là mình đã nạp 10 đô Sing vào trong cái thẻ này. Và đây, đây là cái thẻ. Và hiện tại đó thì có cái thẻ này thì mình sẽ scan lên trên những cái kêu là cái gì ta scan ở cái cửa này nè. Đấy, thì ở Sing á thì có rất là nhiều MRT ha, coi như là nó quá phổ biến.